Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng giáo dục. Kiều bào trẻ chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh thành công tại Việt Nam. Ngày các sứ quán châu Á Thái Bình Dương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào ngày 10 tháng 9 tại thủ đô Antananarivo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Tổng thống Henri Jara Onarinyamapiana. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm gián đoạn, Đại sứ nước ta trình thư ủy nhiệm tại Madagascar. Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Tổng thống Madagascar, chúc mừng nhân dân Madagascar đã vượt qua khó khăn, mở ra giai đoạn mới cho công cuộc tái thiết đất nước, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân, khẳng định Việt Nam và Madagascar có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong nông nghiệp, thủy sản, giáo dục và y tế. Tổng thống Madagascar bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam, mong muốn được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời mong muốn hai nước tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong tổ chức các nước nói tiếng Pháp. Vào tối ngày 10 tháng 9, tại thủ đô Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết hỗ trợ kỹ thuật giữa Đại học FPT của Việt Nam và Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Bộ Giáo dục và Thể thao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Phạm Vũ Luận, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Thể thao Lào Kongsi Sengmani đã chứng kiến lễ ký. Theo đó, trong vòng 5 năm kể từ năm sau, Trường Đại học FPT chịu trách nhiệm tư vấn giải pháp và hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng giáo dục dành cho học sinh và sinh viên, giảng viên cũng như hệ thống thông tin quản lý chất lượng chương trình giáo dục các cấp và hệ thống cơ sở hạ tầng các cơ sở đào tạo tại Lào. Với thỏa thuận này, Đại học FPT trở thành Đại học Việt Nam đầu tiên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin liên quốc gia. Đây cũng là bước đi nằm trong lộ trình hợp tác và hỗ trợ cộng đồng bản xứ của Đại học FPT sau khi mở thành công chi nhánh tại Viên Chăn, Lào. Vào sáng ngày 11 tháng 9, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Đào tạo nghề hướng đến hội nhập ASEAN với các đối tác đến từ Thái Lan, Lào, Australia và các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo nghề trên toàn quốc. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng nếu như sinh viên thiếu và không được nâng cao các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp sẽ khó khăn trong quá trình hội nhập ASEAN, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa sẽ tạo ra thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu và thanh niên toàn cầu. Hội thảo đã thống nhất việc Việt Nam gia nhập cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015 sẽ tạo ra thị trường lao động trong khu vực và quốc tế, dẫn đến việc cạnh tranh nguồn giữa các quốc gia. Ngay từ bây giờ, các trường đại học cao đẳng nghề cần có sự ra soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, hướng đến thay đổi phương pháp đào tạo và đánh giá, triển khai việc đào tạo song song với kỹ năng kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, các trường đại học gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp trong hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên. Không học đại học, trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống tại Cộng hòa Séc, Đỗ Việt Anh cùng người em trai sinh đôi là Việt Hùng đã chọn con đường kinh doanh và quyết định khởi nghiệp từ việc buôn bán quần áo. Sau 11 năm, từ một cửa hàng bán quần áo thời trang, đường phố thông thường, đến nay, hai chàng trai đã tạo dựng cho mình một công ty với 3 thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ. Trong cuộc gặp gỡ dưới đây với Đỗ Việt Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bu, chúng ta sẽ được nghe anh chia sẻ về những kinh nghiệm của một kiều bào trẻ gặt hái được thành công khi quyết định về nước lập nghiệp. Thưa anh có thể chia sẻ một chút nguyên nhân tại sao mà khi đang học tập và sinh sống tại nước ngoài, anh lại quyết định về nước và khởi nghiệp bằng thương hiệu bò sữa? Trong những cái năm cuối cùng khi bọn tôi còn ở bên Cộng hòa Séc thì em tôi bắt đầu đi vào cái con đường gọi là trượt ván, thích rất là thích cái bộ môn thể thao trượt ván hồi đấy, và hồi đấy thì nó cũng rất là cái bộ môn trượt ván cũng rất là nổi lên, nên là khi chúng tôi về Việt Nam thì cũng tiếp tục cái đam mê đấy. Và hồi đấy chúng tôi thấy rất là khó để làm thế nào mình mua được những chiếc ván ở Việt Nam, thì chúng tôi lúc đầu chỉ mở một cái cửa hàng gọi là bán tại nhà đó. Chúng tôi đi sang Thái nhập hàng rồi đi gom hàng về mua rồi chúng tôi bán tại nhà. Khi mình bán tại nhà thì mình thấy là nó
khá là thành công, khá nhiều người gọi điện đến. Thì xong rồi chúng tôi hồi đấy cũng đã có cái khái niệm gọi là mở một trang web bán online rồi, từ cái năm đấy là năm tầm 2003 đấy. Thì xong rồi sau đó thì chúng tôi quyết định là sẽ mở một cửa hàng. Từ 2003 đến 2009 là 6 năm. Sau 6 năm chúng tôi nhập hàng, lúc thì đi Trung Quốc, chúng tôi nhập cả hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng Thái rồi chúng tôi bán. Thì khi mình đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi thì mình cảm thấy là thực sự đã đến lúc mình làm cái gì đó nó có cái dấu ấn của riêng mình và có cái tôi của mình ở đấy, và đem một cái thương hiệu gì mà của Việt Nam mà chưa hề có trong cái những năm đấy, tầm lúc đấy là 2009 đấy. Thì tôi quyết định là sẽ thành lập công ty và mình mở ra một cái nhãn hiệu thời trang của riêng mình và do mình thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Đến nay thì thương hiệu Bảo Sữa cũng đã có chỗ đứng nhất định tại thị trường Việt Nam, nhưng đó là cả một quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Vậy thì cái cuộc sống cũng như là cái sự học tập của anh trước đây ở nước ngoài đã hỗ trợ như thế nào cho những cái thành công ngày hôm nay? Tôi nghĩ là thực ra cái thời gian mình được học hành ở bên Tiệp ấy, thì nó là một thời gian rất là quý giá. Tại vì cái tôi cảm thấy tôi học được nhiều nhất nó là cái tư duy nhìn vào các vấn đề. Và ngoài ra cái môi trường ở bên nước ngoài ấy, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái cách suy nghĩ của mình. Là khi về đây thì tôi cảm thấy các cái bước kinh doanh của tôi nó sẽ hơi khác hơn so với cả số đông. Tôi không nói là khác biệt hẳn mà khác hơn so với cả số đông những người kinh doanh ở đây. Chúng tôi cũng rất là may mắn là được học một cái trường chuyên bên đấy, gọi là cái hệ thống gymnasium, là hệ thống trường chuyên của trung học, nên là chúng tôi được rất là nhiều cái kiến thức rất là tốt để cho mình có được cái nền tảng nhất định khi mình đi ra với cả cuộc sống. Theo anh thì những bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại nước ngoài, đặc biệt là thế hệ kiều bào thứ hai muốn trở về nước để khởi nghiệp thì cần trang bị cho mình những điều gì ạ? Tôi nghĩ là cơ hội thì dành cho tất cả mọi người, kể cả những các bạn từ nước ngoài về hay là các bạn thanh niên ở Việt Nam. Tôi cũng đánh giá rất là cao các bạn thanh niên hiện tại đang một lứa trẻ, tầng lớp trẻ mới tại Việt Nam lẫn như là ở nước ngoài. Cơ hội rất là lớn, tại vì Việt Nam mình đang trong cái đà phát triển rất là mạnh, nên bất cứ ai cũng có cơ hội. Nhưng mà tôi khá là muốn khuyên một điều, hoặc là tôi luôn luôn cảm thấy lo lắng một điều cho các bạn khi ở nước ngoài, sống ở nước ngoài quá lâu, quay về đây làm, thì các bạn sẽ phải rất là cần có một cái sự gọi là thích nghi cao. Tại vì cái môi trường ở Việt Nam nó hoàn toàn khác, rất là khác so với cả môi trường ở nước ngoài. Nếu mà mình đã sống ở đấy một thời gian lâu rồi, khoảng 5-10 năm rồi, thì nó rất là khác. Tôi rất là tin tưởng về tư duy hay là về học vấn của các bạn đấy. Thì khi các bạn ấy mà về mà có thêm được cả cái sự thích nghi và các bạn ấy hiểu được cái thị trường của Việt Nam nữa, thì tôi nghĩ cái tỷ lệ thành công của bạn là rất là cao. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Vào tối ngày 10 tháng 9 tại Nhà Hữu nghị và Văn hóa với các nước của Belarus ở thành phố Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã tổ chức chiêu đãi gặp mặt các cựu chiến binh Belarus đã tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam vào những năm 1965 đến 1972. Tới dự buổi lễ có các cựu chiến binh Belarus, đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Belarus, Bộ Ngoại giao Belarus, Hội Hữu nghị Belarus Việt Nam và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Trong không khí đầm ấm, thân thiết và cảm động của buổi gặp mặt, Đại sứ Đỗ Văn Mai bày tỏ lòng biết ơn của Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Belarus, đặc biệt là sự hy sinh vô giá của các cựu chiến binh Belarus trong chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Thay mặt Bộ Quốc phòng Belarus, Cục trưởng Cục Đối ngoại Đại tá Bobrovsky Yuri Alexandrovich đã cảm ơn Việt Nam luôn tri ân, tạo điều kiện để các cựu chiến binh Belarus có thể trở lại thăm Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tới ngày 9 tháng 9 vừa qua tại Bucharest, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã trọng thể tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh 2 tháng 9. Đến dự buổi chiêu đãi có bà Carmen Bulacu, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania, nhiều lãnh đạo bạn bè quốc tế tại Bucharest cùng đông đảo bạn bè Romania và đại diện lưu học sinh, bà con người Việt đang làm ăn sinh sống và học tập tại Romania. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Trần Xuân Thủy nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh mùng.
thống và tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Mặc dù Tết Trung Thu đã qua được vài ngày, nhưng chúng tôi vẫn muốn gửi tới quý vị và các bạn một số hình ảnh về hoạt động đón Tết Trung Thu của cộng đồng người Việt tại Phần Lan và Cộng hòa Baskiria, Liên bang Nga, để cùng hiểu hơn về hoạt động của người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tại thủ đô Helsinki, Hội Người Việt và Hội Sinh viên Việt Nam tại Phần Lan vừa kết hợp tổ chức chương trình Trung Thu với chủ đề Đêm Trăng Cổ Tích hôm 7 tháng 9. Nhằm mang đến cho các trẻ nhỏ trong cộng đồng người Việt Nam tại đây một ngày hội vui nhộn, ấm cúng và giàu bản sắc dân tộc. Tham gia chương trình, các bé cùng phụ huynh không chỉ được thỏa sức vui chơi trong các gian hàng trò chơi, quà tặng, chụp hình mà còn được thưởng thức ẩm thực Việt Nam với những món ăn hiếm có ở Bắc Âu như xôi lá sen, chè bà ba, bánh tét, bánh bò, bánh ít, bánh tằm. Đêm Trăng Cổ Tích 2014 được đánh giá là ngày hội Trung Thu có quy mô lớn nhất và thành công nhất từ trước đến nay tại Phần Lan. Còn tại thành phố Ufa, Hội Người Việt Nam nước Cộng hòa Baskiria, Liên bang Nga đã tổ chức đón Tết Trung Thu hôm 8 tháng 9. Chương trình do Ban lãnh đạo hội kết hợp với các chi đoàn thanh niên, sinh viên, tổ chức đã mang đến cho hơn 200 con em trong cộng đồng một Trung Thu vui tươi đầm ấm với những trò chơi dân gian và những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Tết Trung Thu đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt trong cộng đồng. Tổ chức Trung Thu cho con em người Việt ở thành phố Ufa đã trở thành truyền thống, thể hiện sự quan tâm, săn sóc của Hội Người Việt tại đây với thế hệ con em tiếp theo trong cộng đồng, cũng như góp phần tạo môi trường sinh hoạt đoàn kết, vui tươi, ấm cúng, giữ gìn bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Ngày 10 tháng 9, Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương phối hợp cùng Cơ quan Phụ trách Công nghệ và Nghiên cứu Berlin đã tổ chức Ngày Các sứ quán Châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Các thành phố thông minh. Ngày hội nhằm kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng và công nghệ vào các quốc gia. Tham dự sự kiện này có Đại sứ quán các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Thái Lan, Mông Cổ, Pakistan và đặc khu kinh tế Hồng Kông, cũng như đại diện thương mại Đài Bắc. Bên cạnh việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, sự kiện cũng là dịp để các cơ quan đại diện giới thiệu về đất nước mình thông qua các ấn phẩm, ẩm thực truyền thống và các tiết mục văn hóa nghệ thuật dân gian. Đoàn đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã mang tới sự kiện một không gian văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, triển lãm ảnh về Việt Nam thông qua các góc nhìn chuyên và không chuyên của trẻ em Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sự kiện đã giúp các nước bạn trong khu vực, các nhà doanh nghiệp Đức cũng như du khách địa phương hiểu biết hơn về Việt Nam thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, đồng thời đem lại một cái nhìn nhân văn về con người thông qua các bức ảnh rất ngộ nghĩnh và hồn nhiên của trẻ thơ trong triển lãm ảnh về Việt Nam. Vừa qua, Hội Người Việt Nam tại thành phố Samara, Liên bang Nga đã tham gia festival ẩm thực văn hóa và giới thiệu những món ăn đặc trưng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Gian hàng ẩm thực của Việt Nam đã được đánh giá rất cao tại festival lần này. Nhiều món ăn như chả Sài Gòn, bánh cuốn Bắc Bộ, bánh xèo miền Nam, cà phê Buôn Ma Thuột đều đặc biệt hấp dẫn các vị khách quốc tế. Cũng tại lễ hội ẩm thực, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Samara, Hà Văn Truyền đã gặp gỡ Chủ tịch Duma, Giám đốc hữu nghị Hội Người nước ngoài và Phó Thị trưởng cùng nhiều cấp lãnh đạo thành phố Samara. Trong buổi gặp gỡ, ông Hà Văn Truyền đã được các cấp lãnh đạo ca ngợi tinh thần đoàn kết và chấp hành pháp luật của bà con cộng đồng và hứa giúp đỡ cộng đồng hợp pháp hóa giấy tờ, ổn định làm ăn sinh sống. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, Hội thảo quốc tế Nghệ thuật Việt Nam cách tiếp cận mới vừa được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Châu Á Guimet, Paris, Pháp. Với các hoạt động hội thảo bàn tròn, chiếu phim tư liệu, triển lãm tranh sơn mài do các học sinh Pháp sáng tác. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Pháp 2014 do Trung tâm Nghiên cứu về Viễn Đông thuộc Trường Đại học Paris Sorbonne tổ chức. Trong 3 ngày, các nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật và giới nghệ thuật Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Singapore đã trao đổi thảo luận về nền nghệ thuật Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử và đương đại, trải rộng trên các lĩnh vực từ hội họa, điêu khắc, sơn mài, gốm sứ, thiết kế thời trang đến khảo cổ, bảo tàng học. Chia sẻ tại hội thảo, ông Xavier Dacos, Chủ tịch Viện Pháp bày tỏ sự hài lòng có thêm một hoạt động trao đổi văn hóa có ý nghĩa được tổ chức tại Paris, đáp ứng sự mong mỏi của công chúng Pháp. Đồng thời cho rằng còn rất nhiều ký ức về quan hệ Pháp-Việt cần phải được chia sẻ, được giới thiệu để người dân hai nước hiểu thêm về quá khứ, về lịch sử trong rất nhiều lĩnh vực, nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay. Bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc tại đây.
Quý vị và các bạn có thể xem lại trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.